Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Và hôm nay thì mình lại ngồi ở đây để chia sẻ cho các anh chị em dân văn phòng về cách lựa chọn MacBook sao cho phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình nhất. Với những nhu cầu cơ bản của anh chị em công sở thì là đa số về Office như là Word, Excel, PowerPoint thì sẽ có hai dòng Mac phù hợp, chính là MacBook Air và MacBook 12 inch. Cùng mình tìm hiểu hai dòng MacBook này trong video ngày hôm nay nhé. Mark One số 1 về Mac. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chiếc máy đầu tiên, đó chính là MacBook 12 inch. Đầu tiên là về ngoại thất của em nó, thì đây là một chiếc laptop có kích thước nhỏ và mỏng gọn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Chỉ với 900g thôi nên là anh chị em công sở có thể bỏ vào chiếc túi sách và mang đi mang lại rất là dễ dàng. Hiện tại thì ở Mark One thì chiếc MacBook 12 inch Light New này vẫn có hình thức rất là đẹp. Các bạn có thể tham khảo như trên website thì giá đâu đó sẽ rơi vào tầm 20 triệu tùy từng năm sản xuất. Tiếp theo thì về màn hình của chiếc MacBook 12 inch này thì vẫn được Apple ưu ái trang bị với màn hình Retina 2K, thứ mà tận 2018 MacBook Air mới được trang bị. Màn hình này thì có mật độ điểm ảnh lên tới 226 PPI, nên là cái việc tiếp xúc với văn bản nhiều cũng không làm cho các anh chị em dân văn phòng cảm thấy mỏi mắt đâu. Cuối cùng thì về thời lượng pin thì theo công bố của hãng thì máy sẽ lướt quét được liên tục đến 9 giờ đồng hồ. Tuy nhiên thì thực tế sẽ đáp ứng tốt trong vòng từ 5 đến 6 tiếng thôi, cũng đã đủ trong 2 giờ hành chính của anh chị em rồi đúng không nào? Tiếp theo đến là dòng MacBook Air, thì đây là một trong những dòng bán chạy nhất của Apple với cái mức giá rất là hợp lý và cấu hình đủ dùng. Thì từ MacBook Air 2017 trở về trước thì sẽ chỉ được trang bị màn hình HD. Tuy nhiên thì tới 2018 thì dòng Air cũng đã được trang bị màn hình Retina rồi. Nếu mà có kinh tế thì chúng ta nên chọn dòng MacBook Air 2018. Còn không thì màn hình HD dùng vẫn là tốt mà, với nhu cầu văn phòng, ví dụ như mình đây chẳng hạn. Về ngoại hình thì MacBook Air vẫn đẹp và nhẹ như cái tên Air của nó vậy. Ngoài ra thì các bạn nhìn này, quả táo của nó vẫn còn phát sáng chứ không bóng như trên MacBook 12 inch. Cá nhân mình thì đánh giá rất cao cái điểm này, và mình còn thích một cái điểm nữa là về thiết kế vắt mỏng từ trên xuống dưới của MacBook Air, nhìn nó rất là tương lai. Và về bàn phím là một điểm cộng tiếp theo cho MacBook Air, bởi hành chính phím gõ tốt, có độ nảy cao. Bên cạnh đó thì từ MacBook Air 2018 trở lên thì chúng ta sẽ được Apple trang bị thêm một cảm biến vân tay Touch ID, giúp chúng ta có thể unlock máy cũng như là mở hóa những cái ứng dụng rất là nhanh chóng. Phần cuối cùng là cái phần mà mình thích nhất ở trên MacBook Air, đó là thời lượng pin. Đây là một trong những lý do mà mình lựa chọn chiếc MacBook Air này để làm việc, bởi pin của nó có thể sử dụng từ 8 đến 10 tiếng làm việc hết sức bình thường. Mình thì đi ra ngoài rất là ngại mang sạc, cho nên là đây là một cái điểm tiên quyết để mình lựa chọn chiếc MacBook Air này để sử dụng. Và một cái điểm cộng hơn nữa là mình có thể Photoshop hay là render những cái video ở trên MacBook Air này một cách rất là bình thường. Tuy nhiên thì nếu mà sử dụng những cái nhu cầu đó trên MacBook 12 inch thì sẽ cảm thấy hơi là bị giật lag một chút. Đó, thì trên đây là hai cái dòng mà mình muốn gửi tới các anh chị em dân văn phòng để lựa chọn cho công việc của mình. Và ngoài ra thì những anh chị em bên dân đồ họa này hay thiết kế này thì hãy cùng chờ đón video sắp tới của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.